Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Jennifer Phạm kỷ niệm 14 năm bên chồng doanh nhân, nhắn nhủ điều quan trọng. Tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc của Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Mới đây trên trang cá nhân, Jennifer Phạm xã kho bộ ảnh cô và ông xã tận hưởng cuộc sống cực chiêu giữa khung cảnh sông nước hữu tình, lãng mạn. Vợ chồng nàng hậu có chuyến du lịch vui vẻ, hạnh phúc để mừng hơn một thập kỷ bên nhau. Jennifer Phạm viết, kỷ niệm 14 năm tình bạn với anh bạn thân. Jennifer Phạm xã kho bộ ảnh cô và ông xã tận hưởng cuộc sống cực chiêu giữa khung cảnh sông nước hữu tình, lãng mạn. Vợ chồng nàng hậu có chuyến du lịch vui vẻ, hạnh phúc để mừng hơn thập kỷ bên nhau. Bên nhau 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Jennifer Phạm dành cho nhau lúc nào cũng như thở mới yêu. Người đẹp nhắn nhủ, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ngày hôm nay vì bạn không bao giờ biết được ngày mai sẽ ra sao. Bên nhau 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Jennifer Phạm dành cho nhau lúc nào cũng như thở mới yêu. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như Hạnh phúc quá anh chị ơi, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc như này ngưỡng mộ quá đẹp cả đôi luôn ạ à. 10 điểm không có nhân xin vía hạnh phúc của hai người với ạ à. một gia đình hoàn hảo về mọi mặt ngưỡng mộ tình yêu ngọt ngào hạnh phúc của Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải khiến khán giả phải ngưỡng mộ cặp đôi thường xuyên được nhiều người ngưỡng mộ bởi hạnh phúc viên mãn và những đứa con xinh đẹp sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Đức Hải vào năm 2012. Ngoài con trai Bảo Nam của ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm sau đó đã rinh ba con cho ông xã Đức Hải, lần lượt là bé Na, Nu và Nấm. Cặp đôi thường xuyên được nhiều người ngưỡng mộ bởi hạnh phúc viên mãn và những đứa con xinh đẹp. Jennifer Phạm đã sinh ba con cho ông xã Đức Hải, lần lượt là bé Na, Nu và Nấm. Jennifer Phạm càng đẻ càng đẹp, mẹ bốn con vẫn mưng mẫn như gái đôi mươi. Phải công nhận Jennifer Phạm càng đẻ càng đẹp, mẹ bốn con vẫn mưng mẫn như gái đôi mươi. Hoa hậu họ Phạm cho biết, bí quyết của cô chính là kiên trì tập thể thao. Bên cạnh tập gym hay yoga tại nhà, cô còn thử sức với gót. Không những thế, cô còn chú ý chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe.